Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải vở thực hành toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là ký số 3, bài số 1. Viết số tích hợp vào ô trống 10. Đây là 30, 70, 80. Như vậy chúng ta thấy là chục được. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Đó là 20. 30 rồi này là 40. 50. 60, 70, 80 tới 90. Chúng ta qua bài số 2, nấu theo mẫu. Đây là 20, ta nấu với lại, đây là 20, đây là bằng số, đây là bằng chữ. Cái này là 10, 10 đây là 10 đây. Đây là 30, 30 đây. Cái này là 40, 40 đây. Đây là 50, 50 đây. Đây là 60, 60 đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Biết mỗi cái này là có là 10 con cá. Được. Mỗi cái sau cá này, cái này là cái sau. Mới gì nhìn vô thì nó giống như cái lá, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ ra thì nó là cái người ta họ lấy một cái dây, người ta họ sau vào cái mang của con cá đó. Nhìn cái dưới này thì chúng ta thấy nó sẽ rõ hơn nè. Chứ còn mới nhìn này cứ tưởng một cái lá. Nhưng đây thấy con cá không? Con cá người ta sau vào cái mang á. Trước kia người ta họ đi ra ngoài đồng, người ta họ bắt cá đó, người ta họ lấy cái dây lạc, cái dây người ta xỏ vào cái mang, người ta xách như thế này. Mỗi cái sau cá này thì chúng ta sẽ có là 10 con cá. Viết số tích hợp ô trống theo mẫu. Một sau là 10, 20 nè. 10, 20, 30, 40. Này là 40. Này 10, 10 hay gọi là một chục á, một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục. Sáu chục là 60. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. Năm chục là 50. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.